các bạn, gần đây thì Liễu nhận được thông tin khá là rầm rộ về mẫu Winner V4 hả? Là bên Winner 2024. Thì hiện tại giờ là bên cửa hàng vẫn chưa có hàng về, hình như là mới ra demo thôi sao? Chưa có ra mẫu chính thức thì phải. Nói chung là thông, tức là chưa về cửa hàng của Trúc Liễu thì Liễu sẽ nghe phong thanh thông tin là như vậy thôi. Còn khi nào mà về cửa hàng rồi thì Trúc Liễu sẽ quay lên cho các bạn luôn ha. Thì hôm nay thì Trúc Liễu sẽ quay cho các bạn về Winner V3 mẫu của 2023. Với ngoại hình của em nó thì các bạn có thể quan sát đây là một mẫu xe có ngoại hình khá là thể thao, trẻ trung và năng động. Thì về thiết kế của em nó thì bên Liễu sẽ có lên thiết kế tem khá là khác nhau. Có những mẫu xe thì bên Liễu sẽ lên rất là nhiều tem, có những mẫu xe thì bên Liễu sẽ lên gần như là không có tem gì luôn. Đặc biệt đây là một em màu xanh dương được kết hợp với màu đen, khá là nhìn kiểu như là khá là trưởng thành, là các bạn nhìn rất là cứng cáp các bạn nhé. Thì với ngoại hình của em nó gần như tem không khó luôn. Trên đằng sau này chỉ có Winner 150 xong vậy thôi, chứ đằng trước có chữ Honda là xong. Đây là một mẫu gọi là bên Liễu tối giản nhất có thể về những thiết kế tem đối với những bạn nào đam mê sự đơn giản. Không để các bạn đợi lâu nữa, Liễu sẽ báo giá luôn ha. Thì giá của em nó đang dao động tầm khoảng từ 34,5 triệu thôi. Giá này chưa bao gồm phí là biển số giấy tờ gì hết nhé. Mình đăng ký ở đâu có thể nhắn tin liên hệ trực tiếp Zalo với Trúc Liễu để Trúc Liễu tư vấn cụ thể hơn về phần biển số giấy tờ. Còn về tem bên cạnh này, có một em màu Ripson. Màu này thì chờ các bạn quan sát đi, nhiều tem lắm luôn á. Tem bắt đầu từ cái dàn cái nhè trước này cho tới cái mặt nạ trước này, hay là bên cạnh hông sườn, rất là nhiều tem đối với những bạn nào mà đam mê sự sặc sỡ hoặc là đam mê theo cái kiểu như là nó độc một chút xíu, lạ một chút xíu thì các bạn có thể sở hữu em này. Đây là một phiên bản Rexon khá là độc đáo không các bạn ha. Bên cạnh có màu đỏ tươi của phiên bản Movistar, hay là một em màu trắng tinh nguyên con, trắng là trắng tự trắng tinh nha, nhưng mà trắng ngà nha các bạn. Màu trắng tinh nguyên con cũng không lên tem luôn, lên rất là ít. Hay bên cạnh có một em tem rất là ít luôn này. Tem có nhưng mà rất là ít, gần như là một cái xe chỉ có vài miếng tem thôi. Nói chung là bạn thích kiểu nào bên Liễu sẽ có lên kiểu đó cho các bạn luôn ha. Với mức giá như vậy mình mua góp chỉ cần đưa trước tầm khoảng từ 4-5 triệu thôi là mình đã có thể nhận ngay xe luôn rồi. Và đặc biệt hơn cho các bạn nữa là các bạn có thể so sánh được hai em này không, một em màu zin, một em màu sơn 3D. Rất là khó đúng không? Tại vậy bên Liễu sẽ có lên cho các bạn về màu sơn 3D bất cứ yêu cầu của các bạn như nào cũng được. Màu nào bên Liễu cũng lên được ha. Đây là một em Winner phiên bản đặc biệt màu xám nhám các bạn, bạc nhám các bạn. Còn đây là một em phiên bản màu sơn 3D bạc nhám cho các bạn có thể quan sát. Hai màu mà đứng lại gần với nhau gần như là nó không có gì khác nhau luôn. Nên là bên Liễu vẫn có thể sơn nhám với tất cả các màu giống hoàn toàn màu zin cho các bạn luôn ha. Muốn lấy cả về gốc đưa trước là 30% giá trị xe, mình sẽ được hưởng ngay gói cả về gốc và gói lãi suất thấp nhất hệ thống nhất. Hiện tại cửa hàng đang có chương trình là thu xe cũ đổi lấy xe mới, ship xe về tận nhà với điều kiện là mình mua tiền mặt và giảm ngay cho các bạn từ 1-2 triệu. Khi mua xe đặt lịch trước với Trúc Liễu theo số điện thoại 0383 835 066, Liễu có sử dụng Zalo luôn nha. Cảm ơn các bạn.